Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh video của Điện Máy Cường Linh. Thì hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn máy cưa xích Eptin MS250, máy sản xuất tại Trung Quốc. Đây thì hôm nay chúng tôi sẽ tiến hành mở hộp cho quý vị và các bạn cùng xem. Thì đây là cái lam xích theo máy này. Lam xích theo máy thì là lam sao 18 inch 50 phân. Đi theo kèm theo máy thì Eptin 250 không có lam trượt đâu nhé, chỉ có lam sao thôi. Bác nào mà cứ bảo có lam trượt theo máy là không phải nhé. Đây là cái mã vạch của nó này. Đấy. Đây. Eptin hàng chính hãng. Còn đây là vỏ hộp của máy này. Đây là mã Eptin 250. Đây, bên này là cái mã nhập khẩu của máy cũng như là mã máy. Đây mã máy và đây là tem hàng chính hãng của Eptin này. Chứng nhận này, hàng chính hãng và chỉ bán tại tại thị trường Việt Nam. Đấy thì bên ngoài máy thì có những người thôi. Sau đây tôi sẽ tiến hành mở máy cho quý vị các bạn cùng xem. Đó thì bên trong của máy thì đây thì có một cái tua vít này để điều chỉnh xích này, cũng có chữ Eptin dập nổi ở đây như kiểu của Eptin Đức sản xuất. Đây là hộp xích theo máy. Đấy cũng là có chữ Eptin. Đây là sách hướng dẫn sử dụng cũng như là ghi thông số kỹ thuật của máy, thì sách thì bằng tiếng Anh. Sách thì toàn bằng tiếng Anh. Đây kèm theo máy thì còn được tặng một lọ nhớt Eptin chính hãng đây. Dung tích của lọ này là 250 ml. Đấy. Đây là cái hộp đựng lam này. Kèm theo máy còn có một cái tuốc nơ vít này để vặn bu ly cũng như là để tháo mở máy, cũng có chữ Eptin chính hãng ở trên trên cái tuốc nơ vít này. Đấy. Thì còn đây là chiếc máy Eptin MS250. Máy thì sản xuất ở Trung Quốc. Máy có cân nặng 4,6 kg. Công suất 2,2 kW tương đương với 3 sức ngựa. Thì tổng thể của máy thì đây là mặt bên của máy này, dây giật nổ đây. Đấy, đây là nắp bình xăng. Đây là khóa đóng mở cũng như là le gió ở đây. Đấy. Bên này là có hai con ốc để tháo lắp đây, có chúng có chữ biểu tượng chữ F là viết tắt của chữ Eptin này, hàng chính hãng này. Đấy, Eptin đây. Ở bên trên đây mặt trước của máy thì đây là cũng có, đây là cái mã vạch của máy này. Thì cái mã này là sẽ in trên vỏ hộp 11230123044. Là đây, nó sẽ ghi ở lên ở đây. Đây. Đấy, 11232223044 đấy. Thì mỗi máy có một mã số khác nhau. Đây ngay ở chỗ ống xả của máy. Đây cũng có biểu tượng Eptin chữ dập nổi ở đây. Đây 1123 ở đây. 5611A gì đấy. Ở đây ở trên chỗ cái ốp nhựa này thì cũng có chữ Eptin dập nổi bên trong này. Đấy, hàng sản xuất ở Trung Quốc. Đây, sản xuất bởi Eptin Trung Quốc đây, made by Eptin China. Đấy thì tổng thể của máy là như thế. Nhiều bác cứ bảo máy ở Trung Quốc thế này thế nọ, nhưng mà đây là hàng Eptin chính hãng do nhà máy Eptin ở đặt tại Trung Quốc sản xuất. Nó vẫn chính hiệu của Eptin.
máy có cân nặng 4,6 cân. Đấy, cầm rất là đầm tay này. Còn đây là cái hộp xích của nó. Đây tôi sẽ mở cho quý quản cùng xem. Đây thì là xích của nó đây. Xích của nó cũng có chữ Estin dập nổi ở đây. Đây có chữ Estin nhỏ nhỏ dập nổi ở đây này. Đấy. Thì quý vị các bạn khi mua hàng thì lưu ý nên kiểm tra đầy đủ các thông số, các dấu hiệu của hàng chính hãng. Đấy, còn cái nhớt. Đây là cái lọ nhớt theo máy thì cái nhớt này là tỷ lệ 1:50 này. Bình thường thì với dòng máy 2 thì mình chỉ pha 1:25 thôi. Là so với cái nhớt của mình Việt Nam sản xuất. Còn cái nhớt này là nhớt chính hãng, nên quý vị các bạn chỉ cần tỷ lệ 1:50 thôi. Là 1 lít nhớt này pha được tận 50 lít xăng. Đấy, còn bình thường thì 1 lít nhớt chỉ pha với 2-5 lít xăng thôi. Đấy là tất tật tật về máy. Thì đây này, sau đây tôi sẽ mở cái bên này, bên trong này ra cho quý vị cùng xem luôn này. Đây, bên trong của đây thì bên ốp nhựa này cũng có chữ Estin bên trong nhé. Đây cũng có chữ Estin bên trong. Còn ở đây. Đấy, đây là để lắp cái lam sao này. Không phải lam trượt đâu nhá. Nếu quý vị các bạn nào muốn lắp cái lam trượt ấy thì sẽ phải thay cái nhông, bộ cái bộ nhông này. Đây, ở trên này có biểu tượng chữ Estin đây, dập nổi ở đây. Đấy, hàng chính hãng. Đây là cái bộ phận tăng giảm của nó, cũng có chữ Estin dập nổi ở đây, rất là nhiều. Đây nữa, ngay cái bộ phận này cũng có chữ Estin dập nổi ở đây. Đấy, hàng chính hãng. Thì quý vị các bạn mua hàng mà thì chắc chắn thì cái này là sẽ chỉ có lắp được lam sao thôi, không có lắp được lam trượt. Nếu mà lắp lam trượt thì có thể là bị, có thể là hàng không chính hãng hoặc là đã bị thay thế cái bộ phận này. Đấy. Đây, máy rất là đẹp. Lam theo máy, lam 18 phân. Đấy. Thì quý các bạn có nhu cầu mua máy thì vui lòng liên hệ điện máy Cường Linh, địa chỉ 9523 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội, hoặc qua số điện thoại chúng tôi ghi bên góc trái màn hình. Quý vị các bạn có thể liên hệ để được tư vấn cũng như là báo giá với giá bán là tốt nhất. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video. Bấm đăng ký kênh của Điện Máy Cường Linh để xem các video mới nhất của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.